Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, với trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã chủ động kết nối, kêu gọi các tổ chức đơn vị hỗ trợ cuộc sống cho những hộ nghèo trên địa bàn. Thông qua các hoạt động ý nghĩa đó đã góp phần thiết thực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Gia đình chị Đinh Thị Là, thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên có hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Bản thân chị Là thường xuyên bị ốm đau bệnh tật, không có khả năng lao động. Trong khi đó, chồng chị làm bảo vệ tại trường học, thu nhập ít. Thế nên căn nhà cũ dột nát từ nhiều năm nay cũng không có điều kiện tu sửa lại. Sau khi nhận thấy hoàn cảnh khó khăn này, Đoàn Thanh niên xã Thanh Luông đã kết nối kêu gọi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam hỗ trợ cho gia đình chị 60 triệu đồng. Cùng với đó, gia đình chị cũng vay mượn thêm của anh em họ hàng để làm nhà. Đây là mong ước của gia đình chị trong nhiều năm qua. Cách đây 5 năm là bị ốm đau bệnh tật, thì là bị bệnh sơ cương bì miễn dịch. Có về Hà Nội khám thì họ bảo là sơ cương bì miễn dịch là không thể cứu chữa được ấy. Thế là thôi thì bảo họ bảo là cố gắng sống chung với bệnh tật ấy, thì là cứ chịu khó làm đến đâu thì kiểu đi viện đấy ạ. Bây giờ tiền đi viện cũng khó tết nhất, làm nhà làm cửa không có tiền đi viện, thôi cứ ở nhà tạm ra riêng rồi có tiền đi viện sau. Ngôi nhà lụp sụp với mưa nó dột xuống, các con cái cứ trời mưa to là phải chạy đi sang nhà bác Càng ngủ nhờ, sáng ra mới ngớt mưa dám về tại vì mưa đá nó dột vào nhà. Rất cảm ơn Đoàn xã đã giúp đỡ cho tôi có ngôi nhà, càng không đó giúp đỡ tôi một ngôi nhà để ở, để con cái bớt khổ ạ. Gia đình ông Lò Văn Xoan, bản Nghịu, xã Thanh Luông cũng có hoàn cảnh khó khăn của xã. Do ruộng vườn ít, thu nhập không có nên nhiều năm qua gia đình thuộc diện hộ nghèo. Được sự kết nối kêu gọi của Đoàn Thanh niên xã Thanh Luông, vừa qua Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã hỗ trợ cho gia đình ông 60 triệu đồng để làm nhà. Đây chính là động lực lớn để gia đình ông quyết tâm làm ngôi nhà mới. Gia đình làm gì còn tiền đủ làm nhà to như thế này. Bên Cảng Hàng không hỗ trợ thì thôi, gia đình cố gắng tạo điều kiện mượn thêm ít nữa làm. Ngày công thì anh em trong gia đình ai cũng biết làm thì tự làm đấy. Cũng phải làm thôi, bây giờ cố gắng đi để các cháu nó đi làm thêm ấy. Với vợ chồng thì ở nhà thì đi làm ruộng. Những ngày gần đây, bà con nhân dân thôn Cộng Hòa, xã biên giới Thanh Luông, huyện Điện Biên rất vui mừng phấn khởi bởi tuyến đường trong thôn đã được đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Đây là thành quả từ sự kêu gọi kết nối nguồn lực xã hội hóa của Đoàn Thanh niên xã Thanh Luông cũng như sự chung sức đồng lòng của người dân. Trước kia ấy thì là trong thôn ấy là chưa lắp cái đèn năng lượng này ấy, thì là bà con nhân dân các cháu học sinh là đi lại đêm hôm là cũng khó khăn. Thế là nhiều người cũng đã bị ngã, gọi là bởi vì ánh sáng nó không đảm bảo. Thế còn là từ khi là tập trung là lắp cái đèn năng lượng này thì là đã tạo thuận lợi, là thứ nhất là cho toàn thể bà con nhân dân trong thôn, với lại các cháu, với lại tất cả mọi người khi đi qua địa bàn của thôn Cộng Hòa này thì có ánh sáng thì là rất là thuận tiện. Hơn nữa là về vấn đề an ninh trật tự, là từ khi có điện là đảm bảo về vấn đề an ninh. Nhờ sự kết nối kêu gọi của Đoàn Thanh niên xã Thanh Luông cùng với sự chung tay đóng góp của người dân, đến nay trên địa bàn hai thôn Cộng Hòa và Pe Luông đã được đầu tư hơn 20 đèn năng lượng mặt trời từ nguồn vốn xã hội hóa. Ánh điện từ công trình thắp sáng đường quê được Đoàn Thanh niên xã Thanh Luông, huyện Điện Biên triển khai trong thời gian qua, không chỉ thắp sáng đường quê, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng những tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Đoàn xã được sự giới thiệu của tỉnh đoàn đã liên hệ với những các đơn vị như là Cảng Hàng không và khối doanh nghiệp cơ quan trung ương để xin họ tài trợ, hỗ trợ được hai tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, đường đồng quê, được hai căn nhà tình thương với mỗi căn trị giá là 60 triệu đồng.
qua những việc hỗ trợ cho những nhà đã được hỗ trợ, hai nhà đã được hỗ trợ thì họ đã cảm thấy là phấn khởi hơn và từ đó họ có động lực hơn để vươn lên, thoát nghèo cũng như là vươn lên để xây dựng quê hương hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, đoàn xã Thanh Luông còn kết nối với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Các hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, em Lò Khánh Duy đang học lớp 11B1 trường Trung học phổ thông Phan Đình Giót là học sinh duy nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là học sinh ba tốt trong năm học 2022-2023. Đây không chỉ là vinh dự lớn đối với em, mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện hơn nữa trong học tập. Gia đình em Lò Khánh Duy có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà nghèo, bố mẹ thường xuyên đi làm ăn xa, một mình tự lo cho bản thân. Vượt lên mặc cảm, sự tự ti về hoàn cảnh gia đình, em Duy đã nỗ lực và ý thức trong học tập. Để học tốt, bản thân Duy đã sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện, thể thao do lớp và nhà trường tổ chức. Gia đình em thì một gia đình gọi là khá là khó khăn. Bố mẹ em thì thường đi làm xa nên là em phải ở nhà một mình. Và khi mà ở nhà một mình như vậy thì việc tự học là việc thực sự là quan trọng đối với em. Và chính vì hoàn cảnh khó khăn như thế nên là đó cũng là động lực để em cố gắng phấn đấu để có được những cái kết quả học tập như bây giờ. Và em thường hay dậy sớm để làm bài cũng như học bài và không thức khuya. Chủ yếu là học qua những cái tài liệu ở trên mạng và những cái buổi live stream của các thầy cô trên đấy. Ước mơ thì trước em cũng có kia gọi là làm một công an. Bởi vì đấy là ước mơ của bố mẹ em nên là em cũng có ước mơ đấy. Đối với những môn tổ hợp khoa học tự nhiên, em Duy đều đạt học lực giỏi, nhất là môn vật lý. Duy đã đạt giải 3 môn vật lý trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10 và lớp 11. Trong quá trình học tập ở trên lớp thì thứ nhất là em Duy là rất là tự giác trong việc học tập và luôn luôn là học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Và trong quá trình học ở trên lớp thì em luôn nghiêm túc và tiếp thu các kiến thức ở trên lớp mà các thầy cô giảng dạy. Và trong quá trình học thì em cũng luôn là giúp đỡ các bạn học sinh ở trong lớp khi các bạn mà có cần hỏi em về vấn đề gì đó liên quan đến các môn học. Vì là các môn học của em là tương đối là chắc và có nhiều kết quả mà các bạn cũng đáng ghi nhận. Nên trong quá trình học thì em cũng luôn cởi mở khi các bạn mà có cần hỏi hoặc là giúp đỡ thì là em luôn tận tình giúp đỡ các bạn. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Duy còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của nhà trường như cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông, hội khỏe phù đồng cấp tỉnh và đạt giải cao. Trong năm học vừa rồi thì rất là vinh dự cho nhà trường khi có bạn học sinh Lò Khánh Duy lớp 11B1 là một trong 99 học sinh tiêu biểu cả nước và là học sinh duy nhất của tỉnh Điện Biên được đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Và trong để đạt được cái thành tích như vậy thì trong năm học 2022-2023 bạn Duy đã có những cái thành tích rất là xuất sắc nổi trội về vấn đề học tập. Ngoài ra thì bạn Duy còn là một đoàn viên rất là tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường, tham gia các hoạt động tình nguyện. Chặng hành trình để đạt được những thành tích tốt trong học tập như danh hiệu học sinh ba tốt, đó không phải là điều dễ dàng đối với mỗi học sinh. Trong đó có em Lò Khánh Duy, đặc biệt là ở cấp trung ương. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng bản thân em, mà còn là của gia đình và nhà trường. Tấm gương sáng của em Duy đã tạo động lực giúp các học sinh trong trường có thêm niềm tin để cố gắng phấn đấu trong học tập. Năm 2023 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Điện Biên đã cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết thành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết đại hội đoàn các cấp đi vào thực tiễn, tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra.
các công trình phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Điện Biên xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã và đang lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của tuổi trẻ, trong năm 2023, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên như Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Để đạt được những dấu ấn nổi bật đó là sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, xung kích tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai chương trình công tác đảm bảo các cái nội dung theo sự chỉ đạo ở trên. Các cấp bộ đoàn thì cũng đã cụ thể hóa các nội dung mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai, tạo thành sức lan tỏa và rộng khắp ở các cơ sở đoàn. Đoàn viên thanh niên thì luôn phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ và đã thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của tổ chức đoàn cũng như của người đoàn viên, bám sát với sự định hướng của Trung ương đoàn và sự chỉ đạo của tỉnh ủy, đặc biệt là bám sát các cái sự kiện lớn của tỉnh như là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh để thực hiện và phát động phong trào thi đua đặc biệt để thực hiện các sự kiện chính trị này. Điển hình trong đó là thực hiện chủ đề Thanh niên Điện Biên tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số. Các cấp bộ đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Tích cực triển khai, tham gia thực hiện đề án 06 và các hoạt động chuyển đổi số của địa phương, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đoàn đã thành lập đội hình tình nguyện tham gia chuyển đổi số cấp tỉnh gồm 6 đội hình với 39 tình nguyện viên. Cấp huyện, 152 đội hình tình nguyện với 1.169 thành viên. Tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng số, nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ đoàn. Các đội hình tình nguyện, đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ nòng cốt với hơn 1.400 lượt người tham dự. Thành lập các đội hình tri thức trẻ có trình độ chuyên môn, hướng dẫn sử dụng máy tính, mạng xã hội, khai thác Internet an toàn, hiệu quả cho người dân. Bằng sự linh hoạt trong chỉ đạo của tỉnh đoàn và sự nhạy bén của lực lượng đoàn viên thanh niên, các hoạt động của đoàn đang từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số. Từ đó góp phần khẳng định vai trò của đoàn thanh niên, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Các bạn đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia các hoạt động về tuyên truyền tích cực chuyển đổi số trong trường học cũng như là trên địa bàn dân cư, tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số, chính phủ số cũng như là công dân số trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Fanpage cho đoàn các cấp quản lý. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai thực hiện rất là tốt các cái nhiệm vụ do Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh chỉ đạo, đặc biệt là cái việc thực hiện đề án 06. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để hướng dẫn người dân kích hoạt và sử dụng cái tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 ở trên cái ứng dụng VNEID. Cùng với đó là phối hợp với Sở Truyền thông Thông tin để thực hiện các cái cài đặt các cái nền tảng số của tỉnh như là Smart Điện Biên, địa chỉ số, các cái ứng dụng về khởi nghiệp, lập nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Phong trào thanh niên tình nguyện về cuộc sống cộng đồng cũng diễn ra với các hoạt động thiết thực chăm lo cho thanh thiếu nhi. Trong năm, toàn tỉnh thực hiện được 281 công trình phần việc thanh niên với 80.164 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhiều công trình phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên. Có thể kể đến là việc chung tay thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia ngày công, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà với hơn 1.000 căn nhà, hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đoàn thanh niên xã cũng thực hiện dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức họp ban chấp hành chi đoàn, phân công cho đoàn các bí thư chi đoàn tại các thôn bản chủ động rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu về nhân lực như là vật lực thì
đoàn xã tiến hành giúp đỡ như đào móng nhà này, giúp vận chuyển vật liệu cũng như là vận động các đoàn viên thanh niên biết tay nghề xây chát, cũng giúp đỡ các gia đình. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024, tỉnh đoàn vừa phối hợp với thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện tại huyện Điện Biên Đông. Đoàn đã tổ chức trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho học sinh, các gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn như xây dựng nhà văn hóa, nhà đại đoàn kết, tuyến đường thắp sáng đường quê, tặng áo ấm, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh, tặng 20 máy tính bàn và khánh thành phòng máy tính cho em tại xã Triềng Sơ với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng. Những món quà trao tặng cho các em học sinh và bà con nơi đây không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần rất to lớn. Nó thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố Cảng dành tặng cho các em học sinh và bà con của tỉnh Điện Biên hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng tôi rất mong chương trình sẽ mang lại hơi ấm cho các con và cho các em học sinh và bà con nơi đây để đón một Tết năm 2024 thật đầm ấm và yên vui. Hiến máu nhân đạo là hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của con người với con người. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là nội ngũ đoàn viên thanh niên. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thời gian qua, đoàn hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị, chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Nhờ đó, trong những năm gần đây, phong trào hiến máu cứu người đã có sự lan tỏa mạnh mẽ. Tôi nghĩ là cái phong trào hiến máu này rất là tốt và cho những người nào đang thực sự đang rất là cần. Thì thường có những đợt hiến máu tình nguyện ý, thì tôi sẽ phát động đối với tất cả các đoàn viên giáo viên, cán bộ giáo viên trong nhà trường, cũng như các em học sinh đủ 18 tuổi để tham gia hiến máu và tuyên truyền đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp và đóng góp cho xã hội rất là nhiều. Nên là đều vận động các em tham gia và các thầy cô cùng tham gia hiến máu. Xác định công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ đoàn. Năm 2023, có hơn 10.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ. Duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ tư vấn trợ giúp trẻ em cấp tỉnh. Tích cực kêu gọi vận động các nguồn lực hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ủng hộ hàng trăm suất quà gồm sách vở, quần áo, chăn màn cho học sinh vùng khó, tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi. Chính từ sự quan tâm của các cấp các ngành hiện nay đã và đang tạo điều kiện tốt nhất để thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh ta được học tập, được vui chơi để các em được rèn luyện phát triển toàn diện nhất. Tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng đã đẩy mạnh tổ chức triển khai các hoạt động, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang bị kỹ năng cho các em thanh thiếu nhi, đặc biệt là quan tâm đến đối tượng thanh thiếu nhi ở các cái vùng sâu, vùng xa, các vùng đặc biệt khó khăn và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là cũng đến thăm hỏi, tặng quà các em, trao tặng các suất học bổng. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn, đội các cấp trong toàn tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện các cái hoạt động như là trang bị kỹ năng sống, với kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền về luật trẻ em đến cho các em. Bên cạnh đó thì cũng đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng và cũng đồng thời quan tâm chăm sóc đến các hoàn cảnh thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Kế thừa những thành tích đã đạt được, năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, linh hoạt tổ chức có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, xây dựng lực lượng thanh niên, tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước. Chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.